Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay em quay một cây hải châu thì cây này nó bị bể gạch này, toàn giao lưu đi nhưng mà anh ấy anh không cọc nên là không thành công, nên toàn quay lại cái cây này để giao lưu cho anh em. Thì hôm nay thì toàn quay lại toàn bán giá cây này toàn xin phép giao lưu cả nhà mình là 1.350.000 nha. Toàn bao xíu xíu cuối toàn quắc cho anh em mình luôn. Thì nó đang nằm trong một cái chậu men sứ như thế này nè, và toàn đăng thì trong nội hôm nay hay ngày mai mà không được là chắc là toàn sẽ uống vào cái dĩa này, toàn làm tiểu cảnh và dán chụp khiền như thế này nè cả nhà. Đã toàn đã chuẩn bị đá sẵn hết kia nè, nhưng mà để quay lại coi thử là có bán được nữa hay không. Nếu mà xin chào cả nhà mình nhé, hôm nay toàn tiếp tục cho luôn anh em mình một cây hải châu này. Cây này cái hải châu bị bể gạch nha anh em ha. Lúc trước toàn bán là 1.500.000, bao xíu xíu cố toàn quốc cho anh em á, nhưng mà anh ấy anh không cọc tiền nên thành ra là bây giờ toàn sẽ giao lưu lại. Cái này toàn giao lưu lại thì toàn sẽ bán cho anh em mình là 1.350.000 nha, bao xíu xíu cố toàn quốc cho anh em mình luôn. Một cây hải châu đế nổ như thế này, anh em thấy không, đế nổ như thế này, dáng nó thì là dáng trục huyền, dáng trục huyền rất là đẹp. Cây nằm trong cái chậu này nha anh em ha, đó là ship đi như vậy. Và toàn giao lưu lần thứ hai thì người ta nó còn nhắc tam qua bận á, anh em nào không ấy thì toàn sẽ hướng vào đá và toàn sẽ làm tiểu cảnh như thế này đó, toàn hướng vào đá và toàn làm tiểu cảnh như thế này, một dáng trực huyền. Thì khi mà chúng ta thả chậu ra, chúng ta xuống đá như thế này thì nó sẽ thấp xuống nữa là nó vừa phải nha anh em ha, tại toàn đang để chậu là trần lên những cái đá, toàn đang ướm sẵn như vậy đó. Đá san hô rất là nhẹ. Dáng trực huyền thì toàn bộ những cái phần phía trên này toàn đã nhả kẽm hết rồi, nhả kẽm rất là đều đẹp hết rồi anh em, nhìn ở trên này toàn nhả kẽm hết rồi nha. Đó. Lá tròn cánh sen rất là đẹp. Đó. Đang lên lá đọng rí rí là chuẩn bị cho hoa hết. Đó. Rất là đẹp nha cả nhà ha. Cây này chuẩn bị cho hoa nha cả nhà. Rất là đẹp. Đó. Một dáng trực huyền như thế này. Đó. Cây rất là đẹp và rất là duyên luôn. Chúng ta để đi người ta nhìn mặt nào nó cũng đẹp cả. Uống vào đá như thế này thì rất là đẹp và rất là duyên luôn. Coi bao đẹp bao phê cho anh em mình luôn. Đó, thì chúng ta chọn cái mặt tiền bên này thì nó sẽ đẹp hơn, cái mặt bên kia nó hơi kiến tàn. Đó, tôi quay xe cho anh em mình xem cả cây nha. 1.350.000 nha, là cái cây ở trên thôi nha, chưa nói chuyện đá và cái dĩa nha. Thì anh em nào không lấy thì toàn sẽ làm vào dĩa đá thì toàn sẽ lấy tiền thêm. Đó, cây rất là duyên này, anh em mình nhìn dưới lên dáng trục huyền, cây dáng huyền rất là đẹp. Tàn bị sâu đã đủ hết rồi. Ở ngọn thì toàn đã thả kẽm hết rồi, bộ đế bộ rễ này như thế này. Cái thân của nó ngay chỗ đây thì như ngón tay cái thôi, như ngón tay cái nha cả nhà. Để toàn quay cái mặt kia để cho anh em mình xem được cái thân kích thước của nó. Đó. Cái chỗ này nó có cái co xuống, anh em thấy nó rất là duyên không, cái co nó đổ xuống rất là hợp lý vấn đề chúng ta làm trực huyền luôn. Đó. Cây nuôi rất là lâu và già nha anh em, từ lúc tới phôi núi về cắt một cái giật co ở chỗ đây, cắt một cái giật co ở chỗ đây và làm tay nó xuống như thế này để một cành đổ rơi xuống như thế này. Đó. Và lót thêm hai cành rơi xuống như thế này, nuôi cái ngọn nó thả kẽm như thế này rồi rất là lâu nha anh em, nên là cây với giá này toàn bán không bao giờ là mắc đấy. Đó. Một cái giá rất là hợp lý cho anh em mình, 1.350.000, bao xíu xíu cuối toàn quốc cho anh em mình luôn, về anh em mình có thể làm tiểu cảnh giống như toàn đây. Thì cách xếp tiểu cảnh cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần xếp một cái những cái đá san hô nhẹ đó đổ đây, rồi chúng ta chỉ cần nhổ cây ra, chúng ta thả vào cái lỗ phía bên trong của cái chậu này đó. Ở dưới lỗ này, cái loại chậu tèo này nó làm có hai lỗ, là một lỗ đây thoát nước, đây lỗ thoát nước bên kia nữa, nên là rất ok. Sau đó chúng ta thả nó vào rồi thì những cái phần chỗ đây chúng ta đắp xi măng liền mạch nó lại này, lá xi măng chúng ta chét sơ những phần này là nó dính lại này, dính lại để nó không động đá này, nó ta chét lại những cái chỗ nào đó, chét lại lên đây là nó dính lại hết cả nhà rồi, đơn giản vậy thôi. Còn cái chỗ này thì chẳng qua là phối một cái cục đá giống như là nhỏ mini để làm tựa, giống như là cái chỗ này là một con hẻm vào núi thôi. Anh em ha, cũng đơn giản vậy thôi đó. Anh em nào ok thì chốt toàn nha. Đó. Xem một vòng cho anh em mình xem cái cây. Còn anh em không chốt thì tầm ngày mai toàn sẽ làm tiểu cảnh luôn, tại đá toàn đã chuẩn bị sẵn rồi, khay toàn nó mua lâu rồi. Đó.
Nếu là chốt thì inbox toàn nha, 1.350.000. Bao ship xuất tốt còn quát cho anh em mình luôn nha. Hải Châu, dáng chụp huyền, lá tròn cánh sen, rất là đẹp. Đã thả kẽm, già cây, thùng trầu. Đó, lá tròn cánh sen nha anh em ha. Thì lúc mới lên nó sẽ lên bóp bóp sen rất là đẹp, rất là duyên. Đó, đang lên đọt non này, những cái đọt non này tầm 5-10 ngày nữa là nó sẽ lên những cái mút sen rất là đẹp này. Đó, và cây nó đang có nụ hoa này, anh em thấy nụ hoa nha. Bao duyên bao đẹp cho anh em mình luôn. 1.350.000, bao ship xuất quốc toàn quốc cho anh em mình luôn. Những cái tay của nó này, cành xương nó dày đến mức như là luôn. Nó rộng là không còn thấy gì nữa luôn. Đó, những cành xương thả kẽm hết rồi này. Anh em mình thấy không? Cành xương cái ngọn này lót về gốc nó thả kẽm hết rồi này. Đó, cái ngọn này toàn thả kẽm luôn. Chỉ có một cái cành rơi xuống là toàn thêm một hai cọng kẽm, một cọng kẽm lớn này để nó rơi xuống nó đúng vị trí nó đẹp được. Còn một cọng nữa thôi. Nên anh yên tâm nhé, cây rất là khỏe và duyên nhé. Đó, anh em là chốt inbox toàn nha. À, số điện thoại và Zalo toàn có để dưới phần mô tả, anh em mình kết bạn được inbox toàn. Rồi toàn xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. À, ngoài ra anh em mình muốn giao lưu cái cây toàn còn một cái Hải Châu cũng dạng dáng mà toàn đã ép chậu rồi. Thì cây đó toàn xin phép giao lưu cả nhà mình, cây đó chưa bể gạch. Đó là cũng là 1.350.000 luôn. Anh em là mua nguyên cặp luôn này. Thì cây này nó đang hoa và đang trái. Cây này thì ho dày hết này cả nha. Và khi ho thì nó đậu trái luôn. Xong ho nó đậu trái này, trái ở phía trên này đây. Toàn bộ trái dày hết này. Đó, trái dày này. Trái ba trái anh em thấy không? Trái nó đó, trái luôn này. Trái nó không được sai bởi vì Bình Định vừa rồi nó bị dính nước mưa anh em. Nhưng mà một chùm của nó tầm 4 đến 5 bông, 4 đến 5 bông thì nó đậu hết trái luôn, đến 4 5 trái. Nè đậu này. 4 trái này. Một chùm nó 4 bông và đậu 4 trái hết này. Đó, những cái thằng này đậu trái hết rồi cả nha. Và đang ho lác đác luôn. Cái thằng này thì nó nằm ở một cốt hai thân. Đó, và toàn ép cho nó cục bé và nó cục như thế này. Đó, anh em thấy nó nằm ở trong hồ văn. Một cốt hai thân, toàn bộ đều thả kẽm hết rồi. Cái này để thả kẽm hết nha, anh em thấy đang ho trái. Đó, cũng làm tiêu cảnh nó kiểu như vậy. Đó, cái cốt của nó nằm phía dưới, cốt già nằm phía dưới anh em ha, rễ đi qua. Cái chụp nhau lâu rồi. Cốt nó như vậy nha anh em ha, dáng phong chanh rất là đẹp, đang ho trái luôn. Cái này toàn đang để trên kệ nên thành ra chưa lấy ra được cho anh em mình quay kỹ. Thì anh em nào chốt thì inbox Zalo toàn quay kỹ cái cây này cho anh em mình xem nha. Bao đẹp luôn. Đang ho trái luôn nha anh em ha. Này là nó bị dính đá nha anh em đó. Đó, quay kỹ cho anh em mình xem cái góc này, cái góc nó mặt dính đá này. Đó. Nằm trong một chậu van thường trồng như thế này. Chất trồng của Bình Định này anh toàn trồng chủ yếu là các hạt sai hạt lớn, chấu sơ dừa nha. Đó, và ít phân tan chậm thôi. Anh em nào muốn tư vấn về cách chăm sóc cái Hải Châu thì cứ inbox toàn Zalo toàn nha. Rồi, ngoài ra anh em toàn có thể giao lưu thêm cây này. Cây này thì nó là một cái cây Hải Châu đã thường chậu và chân rễ như thế này, quá như thế này nha cả nhà. Đó, cây thuộc kẽm một okay. Cây này toàn xin phép giao lưu cả nhà mình là 2.500.000 nha. 2.500.000 bao ship xuất cốt toàn quốc cho anh em mình luôn. Đó. Cái cốt cái chỗ này nó to hơn lon bia nha anh em. To hơn lon bia. To hơn lon bia một xíu thôi. Cái cốt cái này. Đó, nó như cái bắp chân toàn ấy. Và cây rất là mạnh khỏe luôn. Cái bộ rễ của nó là bao đẹp luôn. Nó ôm hết chậu, bộ rễ nó ôm hết chậu luôn. Tay chân, tay chân thì đã đủ chi đủ tàn hết rồi. Đó, lùng lực rất là đẹp luôn. Mặt nào cũng đẹp nha anh em ha. Đã tròn tán quay xe cho anh em xem nó này. Đó, rồi quay lại gần nó này. Chiều cao của nó thì tầm khoảng là 35-40 cm. Nếu mà quay từ góc lên đây 20 cm lên đây nữa thì tầm khoảng 37 cm, 35-37 cm nha cả nhà. Cái mặt sâu cái rễ nó còn đẹp nữa. Xe tròn cho anh em mình xem cái mặt. Đây cái mặt rễ xíu phía sâu của nó đây. Đó, bao quái cho anh em mình, bao quái bao đẹp. Đó, tròn tán hết. Rễ nó ôm già hết. Ôm già chặt hết cây chậu này. Còn đắp rêu nên là cái cây nó rất là bộ rễ bộ đế nó mát khỏe. Siêu lực luôn. Đó.
đó, cái cốt của nó đây. Cốt này hồi xưa là cốt làm cốt cái bài nha anh em ha, cốt Hải Châu. Mặc dù là chân rễ nhưng lên cắt cốt là cách làm bài. Làm bài đó, nó cần chi 1, chi 2 này. À, lót cành phong với sơ này. Còn cái mặt tiền phía đây là cái chỗ anh không có cành nha. Sơ nó lên cái ngọn ngay chỗ đây mới làm ngọn và làm thêm hai cành lót lại. Rất là đẹp luôn. Cái này nếu mà anh em lấy về chơi rất là duyên này. 2,5 triệu 3 xíu của Tùng Quốc anh em mình luôn. Đó. Cái cây này thì toàn chưa giao lưu. Cái này thì toàn mới đi kẽm thôi. Đây làm dáng phong tranh. Đây làm dáng phong tranh là rất đẹp này. Có cái cây phía sau này thì nó bị che mất. Cái cây này cũng là một cây chân rễ. Cây chân rễ rất là quái mà toàn cũng làm tiểu cảnh nông bộ, toàn ép đá nó kiểu như thế này. Nó nằm từ cục đá đi ra, cục chân rễ nó này. Cây này thì bữa nào toàn quay chi tiết lại cho anh em mình xem, toàn giao lưu sâu cả nhà ha. Đó. Cây này rất là duyên, đá tiểu cảnh toàn ép đá rất là đẹp. Rồi, sáng nay quay ba cây Hải Châu thôi, anh em nào chốt cái nào thì bóc toàn nha. Đó. Anh em nào mà mua cái cây Hải Châu bể gạch 1,350 triệu toàn tặng cho anh em mình cái cây Hải Châu siêu mini này nhá. Đó, combo này tặng cho anh em một cây Hải Châu siêu mini luôn, nó như cây tâm vậy, tược đọt và đang lên rất là đẹp này, chuẩn bị cho ho luôn hết anh em. Toàn bón tí kali đó, toàn để kali bên cạnh anh em thấy không, nó sẽ cho ho. Hải Châu siêu mini vậy. Rễ nó đi phía dưới rất là mạnh. Cái này toàn lấy rễ lên cho anh em xem đó, cái rễ nó này. Rễ còn rễ non trắng nó đi không. Hải Châu siêu mini như thế này rất là kia. Những cái cây Hải Châu siêu mini thì toàn lấy núi về cũng rất là nhiều, còn đang làm những cái tiểu cảnh như thế này rất là ok luôn. Rất là đẹp nha anh em ha. Rồi anh em nào chốt thì inbox toàn nha, toàn xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.